Một người sống theo cái hạnh đi tắm nước sông Hằng, vì ấy nghĩ rằng nếu như mình tạo nên tội lỗi gì, chỉ cần xuống sông Hằng này tắm một cái là rửa tẩy hết những cấu uế tội lỗi. Thì Đức Phật cũng nói rằng một cái người theo cái hạnh tắm rửa ấy, ta không nói rằng chỉ tùy thuộc vào cái hạnh đi tắm sông Hằng đấy mà đã xứng đáng là sa môn. Hay là một cái người sống bằng cái hạnh dưới gốc cây, và Đức Phật nói rằng ta không nói rằng một cái người chỉ tùy thuộc vào cái hạnh dưới gốc cây ấy mà đã xứng đáng là sa môn. Như là có những cái người sẽ sống bằng cái hạnh mặc y phấn tạp, hay là ở dưới gốc cây, ở nơi nghĩa địa thực hành những cái hạnh đầu đà cao thượng, ngủ ngồi không nằm, thì đấy là những cái hạnh nhìn cái tướng bên ngoài, cái hình thức bên ngoài rất là thiểu dục, rất là chi túc, rất là cao thượng đấy. Nhưng mà cái nội tâm ở bên trong của vị ấy, nhờ thực hành những cái hạnh ấy, vị ấy có đoạn trừ được tham dục không? Vị ấy có đoạn trừ được sân hận, phẫn nộ, thù hận, giả dối, man trá, xảo trá, ái dục hay tà kiến này không? Nếu như mà vị ấy có những cái đời sống như vậy, vị ấy có thể mặc y phấn tạp rách rưới, trông cái hình tướng bên ngoài rất là đáng trân trọng, nhưng nội tâm bên trong vẫn còn đầy tham dục, đầy phiền não, vẫn còn đầy sân hận, ngã mạn, tật đố, thì cái vị ấy vẫn nắm chắc cái phần đọa lạc ở tương lai, chưa chắc rằng cái hình tướng ấy, cái đạo hạnh ấy mà đã có thể khiến cho vị ấy đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ được. Nên nên Đức Phật cũng nói rằng ta không nói rằng những cái vị sống theo những cái hạnh ấy mà đã thành tựu được sa môn pháp. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào sống ngoài trời mà được gọi là sa môn. Những cái vị thì sống không sống ở trong nhà cam cửa, vì ấy chỉ thích sống ở sống ở dưới ngoài trời, đêm ngủ ở ngoài trời chứ không vào trong nhà, thì đó cũng là một cái pháp tốt. Nhưng cái pháp ấy là cái phương tiện để đoạn trừ phiền não thì được, nhưng có những vị thì lợi dụng vào cái pháp ấy để tăng trưởng thêm cái lòng ngã mạn, để tăng trưởng thêm những cái phiền não, thì cái pháp ấy cũng là giả dối. Một cái ta không nói rằng một vị sống theo hạnh đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào cái hạnh đứng thẳng ấy mà vị ấy xứng đáng là sa môn. Thì có những cái người ngoại đạo, người ta thực hành cái hạnh đó là chỉ có đứng không có ngồi. Có những người thì thực hành cái hạnh chỉ có ngồi mà không có nằm. Thì trong pháp của Đức Phật cũng có một cái pháp gọi là họ hạnh đầu đà, chỉ có ngồi mà không nằm. Nhưng ngoại đạo người ta còn có một cái pháp chỉ đứng mà không ngồi, thậm chí người ta đứng một chân suốt đêm suốt ngày, và đấy người ta cho rằng đấy là cái pháp thượng nhân, cái pháp cao quý. Nhưng nếu như cho dù vị ấy có thành tựu được cái pháp đấy đi chăng nữa, vẫn chưa phải là sa môn. Nếu như mà tâm của vị ấy còn những phiền não tham sân si thì vẫn chưa xứng đáng sa môn. Ta không nói rằng hạnh sa môn của một vị chỉ sống theo chú thuật, là người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào cái hạnh sống theo chú thuật ấy mà xứng đáng là sa môn. Có những người thì người ta chỉ học thần chú, người ta chỉ chú, và thậm chí người ta còn đạt được cả những cái năng lực thần thông do cái thần chú ấy mang lại. Có những cái vị mà người ta luyện chú, người ta có thể sai khiến được các cái âm binh đi làm những cái việc này việc kia, thậm chí người ta luyện những cái pháp thần chú ấy, người ta có thần thông, người ta có thể bay trên hư không, người ta có thể đi đến các cái cõi trời, các cái cõi phạm thiên, các cái cõi chư thiên được, người ta nhờ những cái năng lực thần chú ấy người ta có được những cái khả năng rất là huyền bí, rất là thâm thúy, rất là kỳ diệu, và nó có thể làm cho những cái người khác kinh ngạc, làm cho người khác kính trọng, coi cái vị đó như là những cái vị thánh nhân đắc đạo vậy. Nhưng mà nếu như vị ấy vẫn còn những cái ái dục, vẫn còn có những sân hận, vẫn còn có những cái tật đố, vẫn còn có bỏng sẻn tham tham, vẫn còn có cái man trá, vẫn còn có cái tâm não hại, vẫn còn có cái tâm tà kiến, còn có cái tâm ái dục, thì dù vị ấy có thành tựu được những cái pháp ấy thì vẫn chưa xứng đáng là sa môn. Do dù có thành tựu được pháp ấy, tương lai vị ấy không đoạn trừ được những cấu uế phiền não kia thì vị ấy vẫn rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh như thường. Như thế Bà Đạt Đa vậy có được cái năm thắng trí, có những cái thần thông rồi, mà sau đó vị ấy chỉ khởi lên cái tâm tham cầu những cái danh lợi thôi, mà cuối cùng vị ấy tạo ra những tội lỗi ác nghiệp, và vị ấy vẫn phải đọa vào những cái địa ngục, đọa vào những cái đọa xứ khổ đau ở tương lai là như vậy. Vậy thì ngay cả những một cái người mà tu luyện những cái pháp có thể thành tựu được những cái
năng lực huyền bí thần thông rồi cũng chưa chưa chắc chưa xứng đáng là một cái sa môn pháp. Hay là Đức Phật dạy rằng ta không nói một cái vị rằng sa môn hạnh của một vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào cái hạnh bện tóc ấy. Thì đấy là những cái pháp sa môn của các cái hàng ngoại đạo, hay là thời chưa có đạo Phật ra đời cũng vậy, hay ở trên thế gian vậy, có rất là nhiều những cái người người ta thực hành những cái pháp sa môn khác nhau. Nhưng mà nhìn vào cái hình tướng ở bên ngoài thì mỗi người có cái sự thực hành những cái sa môn pháp ấy, mỗi người có những cái hình tướng khác nhau ấy, có cái trang phục, có cái phẩm mạng, có cái sự thọ trì, có cái sự thực hành cái con đường cái sa môn pháp ấy, thì có nhiều cái hình tướng hình thức khác nhau. Nhưng mà mục đích của các vị ấy là phải thực hành như thế nào để nó có thể đoạn trừ được những phiền não ở bên trong hay không, nó có thể đoạn trừ được những sân hận ở bên trong hay không, có thể đoạn trừ được những cấu uế bên trong hay không. Như Đức Phật vậy, trước khi trở thành Phật Chánh Đẳng Giác, khi ấy ngài đã đi xuất gia rồi, ngài đã khởi lên cái tâm xuất gia, ngài đã đi tầm sư học đạo, tìm đến hai vị thầy đầu tiên để học những cái pháp thiền, và ngài đã thành tựu được những pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng ngài nhận ra rằng hai cái pháp thiền ấy vẫn chưa có thể đoạn trừ được những cái cấu uế, những cái phiền não, chưa có thể chấm dứt đoạn trừ được các cái nậu hoặc ở bên trong, vì ngài thấy rằng cái con đường ấy cũng chưa xứng đáng là sa môn pháp, và ngài đã từ bỏ đi, sau đó thực hành những cái pháp môn khổ hạnh như là nín thở, dùng tâm chế ngự tâm, đánh bại tâm, hàng phục tâm. Nhưng mà cái pháp môn ấy nó cũng không đoạn trừ được tham sân si, nó không đoạn trừ được cấu uế phiền não. Rồi bắt đầu ngài lại thực hành cái pháp đó là ăn ít, đó là cái pháp ăn ở cái mức độ tối thiểu, chỉ ăn một chút xíu mỗi ngày một chút, mỗi ngày ăn ít đi một tí, cho đến khi cái cơ thể nó gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Ngài đã thực hành cái pháp khổ hạnh đến mức tối thượng như thế rồi, mà những phiền não nó vẫn không đoạn trừ được, những nậu hoặc nó không đoạn trừ được, những cái cấu uế nó vẫn không đoạn trừ được. Vậy thì ngay cả cái hình tướng tu khổ hạnh đến cái mức độ như thế vẫn chưa đi đúng pháp sa môn, vẫn chưa thực hành đúng sa môn pháp. Rồi sau đó ngài mới nhớ lại được cái pháp môn thực hành thiền hơi thở, rồi sau đó thì ngài thực hành những cái pháp thiền định cho đến thâm sâu, đạt được túc mạng minh, thiên nhãn minh, rồi phát triển cái thiền tuệ quán về khổ tập diệt đạo, về phân hiểu rõ ra được cái thân năm uẩn, để hiểu rõ ra được cái nguyên nhân sinh ra thân năm uẩn, hiểu rõ ra được cái sự đoạn trừ của những cái vô minh tham ái đối với năm uẩn, rồi sau đó hiểu rõ được cái con đường đưa đến đoạn trừ cái vô minh tham ái ấy, thì lúc đấy mới giác ngộ ra được các sự thật, mới đoạn trừ được các nậu hoặc, thì lúc ấy ngài mới xứng đáng là một cái vị sa môn. Và từ đó thì Đức Phật chỉ dạy, truyền dạy, giảng dạy những cái pháp để đi đến cái sự giác ngộ như vậy, để đi đến cái sự đoạn trừ những cấu uế, những nậu hoặc, những phiền não như vậy, và có thể thực hành được đúng cái pháp ấy, có thể đoạn trừ được những cái nậu hoặc ấy, thì lúc ấy mới xứng đáng là một cái vị sa môn thích tử ở trong cái giáo pháp này. Bởi vì chỉ có như vậy, có cái con đường như vậy, thực hành như vậy mới đoạn trừ được khổ đau, mới không đi vào những cái đoạn xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Còn nếu như mình có thực hành sa môn theo cái hình thức ở bên ngoài, theo cái hình tướng ở bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, nhưng cái nội tâm ở bên trong không gột rửa được những cấu uế phiền não, thì mình chưa thoát khỏi ba đường ác, chưa thoát khỏi bốn cái đường ác địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna kia. Mà chỉ khi nào mình thực hành được đúng cái pháp của sa môn và đoạn trừ được những cấu uế phiền não ấy, thì lúc ấy mới có thể thoát khỏi khổ đau, mới có thể thoát khỏi được cái dòng tái sinh luân hồi này. Rồi Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân của người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ, hiểm hận, giả dối, não hại, tật đố, san tham, man trá, ái dục, tà kiến mà được đoạn diệt, nếu chỉ nhờ khi mà mình cạo đầu và mặc y này mà đoạn trừ được những cái cấu uế, những cái phiền não ấy,
chỉ nhờ cái tấm cà sa này, chỉ nhờ mặc lên người, chỉ nhờ khoác lên người cái đại y này mà đoạn trừ được tất cả những cấu uế phiền não ấy, thì những cái đứa trẻ mới sinh ra, cha mẹ nó sẽ đắp y cho nó, cha mẹ nó sẽ đắp đại y cho nó, nói rằng: này Hải Nhi, con hãy mặc cái y này vào, rì con sẽ thành tựu được sa môn pháp, thì con sẽ đoạn trừ được hết những cái cấu uế phiền não. Thì đấy là một cái điều thứ nhất. Cho nên Đức Phật mới nói là không phải chỉ khi mang cái đại y này vào mà đã thành tựu được, mà đã đoạn trừ được những cấu uế, mà mang cái y vào là để thực hành những cái pháp đoạn trừ những cái cấu uế đấy, phải thực hành được đúng những cái pháp để đoạn trừ những cấu uế đấy, phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải cố gắng thực hành, chứ không phải là mặc y này vào rồi là đã thành tựu rồi, cứ ngồi đấy không làm gì nữa thì chỉ có đi vào đọa xứ mà thôi. Nên là Đức Phật mới nói thế, như một cái đứa cha mẹ mới sinh ra một đứa trẻ và nói rằng: này Hiển Nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y, lòng tham dục, lòng sân hận, lòng não hạ, lòng cật đố săn nận man trá của con sẽ được trừ diệt nhờ mang đại y. Này các tỷ kheo, bởi vì ta thấy có người mang đại y nhưng vẫn có tâm tham dục, bởi vì ta thấy có người mang đại y vẫn có tâm não hạ, vẫn có tâm tật đố, vẫn có tâm san tham, vẫn xảo trá, vẫn tà kiến, vẫn có cái tâm ái dục. Này các tỳ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục không được đoạn trừ, chỉ nhờ cái hạnh nõa thể, hay là nhờ cái hạnh thoa bụi, nhờ cái hạnh nghi lễ tắm rửa, nhờ những cái hạnh sống dưới gốc cây ở ngoài trời, thì tất cả những cái hạnh đấy cũng vẫn, tất cả những cái hình tướng ở bên ngoài đó cũng vẫn, dù mình có thực hành, có những cái hình tướng thực hành những cái sa môn pháp khác nhau như vậy, nhưng mà những cái cấu uế ở bên trong nó không được đoạn trừ, nó có thể đoạn trừ được. Đấy, thì những cái đứa trẻ khi nó mới sinh ra, cha mẹ nó cũng có thể cho nó sống lõa thể, và con hãy sống lõa thể đi, không cần mặc quần áo gì, để cho tham dục sân hận, để cho những cái tâm bất thiện não hại tật đố san tham man trá não hại nó không sinh lên. Nhưng thực ra thì những người sống lõa thể ấy vẫn có tâm tham dục sân hận. Những cái người sống dưới gốc cây ngoài trời, hay là những cái người sống ăn uống có định kỳ, sống theo chú thuật nghi lễ ấy, vẫn có những cái người đoạn trừ được những phiền não này, và có những người không đoạn trừ được những cái phiền não này. Vì vậy nên đừng có nhìn vào cái hình tướng bên ngoài mà đã nhận định rằng đây là một cái vị sa môn chân chánh, hay là đây là một cái vị sa môn giả hiệu, giả danh. Không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài mà có thể đánh giá, nhận định được cái con người. Nên nhà Nho nói rằng là: họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người ta vẽ hổ ấy, thì người ta vẽ được cái lông, cái da, nhưng người ta không có vẽ được cái xương cốt ở bên trong. Mà cái con hổ ấy, con cọp ấy, nó có sức mạnh, nó không phải là cái sức mạnh ấy nó không từ cái da, nó không từ cái lông lá của nó, mà cái sức mạnh đó nó có được từ cái xương cốt, cái gân cốt của nó mạnh mẽ, nó mạnh mẽ từ cái gân cốt đấy. Nhưng người ta vẽ hình con hổ, người ta chỉ vẽ được cái xương, cái da bên ngoài thôi. Cũng như vậy, một cái người nhìn nhận một cái người khác chỉ nhìn nhận bằng cái hình tướng ở bên ngoài, mà không nhìn, không thể thấy được cái nội tâm ở bên trong của cái người ấy. Chi nhân chi diện bất chi tâm, tức là có thể biết người, người ta chỉ nhìn vào cái mặt, cái hình thức bên ngoài, mà người ta không biết được cái tâm hồn ở bên trong. Như vậy thì một cái người vị có cái hình tướng sa môn, nhưng mà mình không được nhìn vào cái hình tướng sa môn ấy để có thể đặt niềm tin vào cái vị sa môn ấy, rằng là ổ tất cả các cái vị sa môn này đã đắc y như thế này, đã hành trì như thế này, thì các vị mình sẽ tôn trọng, cung kính, cúng giảng thọ giáo pháp với các vị ấy. Có thể có những vị sa môn sẽ dẫn mình đi đến cái sự an vui thoát khổ đau, có thể có những cái vị sa môn sẽ xui khiến mình tạo những tội lỗi, tạo những ác nghiệp, đi vào đọa xứ, đi vào địa ngục, chấm dứt đi đến cái sự bất hạnh đau khổ lâu dài. Như vậy khi Đức Phật còn ở đời cũng thế, Đức Phật cũng có thể thuyết giảng những cái giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có thể dẫn dắt một cái người đi đến khổ đau, chấm dứt khổ đau được. Nhưng cũng có những cái vị sa môn trong thời Đức Phật như Đề Bà Đạt Đa vậy,
cũng cái hình tướng ấy, cũng cái cũng là một cái hình tướng sa môn ấy, nhưng ai mà ở gần vị ấy, thân cận với vị ấy sẽ có xui khiến cho cái người ấy tạo những cái tội lỗi, tạo nên những cái tội lỗi rất là to lớn, như có thể xui khiến cho vua A Xà Thế giết vua cha, cướp đoạt ngai vàng, và còn xui khiến giết Phật, làm chảy máu Phật, tức là tạo nên những cái ngũ nghịch trọng tội, tạo nên những cái tội lỗi cực kỳ lớn. Đấy cũng là sa môn, nhưng cũng mang cái hình tướng sa môn ấy, nhưng mà có những cái vị sa môn chân trái, nhưng mà cũng có cái vị sa môn dối trá như vậy, độc ác như vậy. Vậy thì không phải là cứ nhìn từ cái hình tướng bên ngoài là sa môn mà có thể đặt niềm tin vào cái vị sa môn ấy, mà mình còn phải biết được cái đạo hạnh của cái vị ấy, biết được cái tâm hồn của vị ấy, biết được cái cốt lõi bên trong của cái vị ấy có thọ trì cái sa môn pháp hay không, bằng cái cách rằng là biết rằng vị ấy có đoạn trừ được những cái cấu uế ở trong tâm hay không, vị ấy có đoạn trừ được tham dục không, có đoạn trừ thân hận không, có đoạn trừ được tà kiến không, có đoạn trừ được ngã mạn tật đố sang tham man trá này không. Nếu như cái vị ấy còn những cái tâm đấy, còn những cái cấu uế đấy, thì những cái vị ấy còn có những cái sự nguy hiểm, còn có những cái độc hại ở trong mình, và cái độc hại ở trong người ấy nó sẽ phát tác, nó tiêu diệt vị ấy. Và nếu như những ai thân cận thuận theo cái sự hướng dẫn của vị ấy, thì cái vị ấy cũng sẽ nhiễm độc từ cái vị sa môn còn có những cái độc hại ở trong người ấy, giống như là một cái người thân cận một cái con rắn độc, nhưng mà cũng có con rắn độc nó đã được bẻ cái răng nanh đi rồi, nó không còn cắn được người nữa, nhưng cũng có những cái con rắn độc thì cái răng nanh của nó vẫn còn, nó vẫn còn phun nọc độc được, và người nào thân cận nó cắn cho thì chết. Như vậy những vị sa môn chưa bẻ cái răng độc của mình đi, chưa nhổ đi được những cái nọc độc của mình, thì những cái vị ấy sẽ còn hại người hại mình. Còn có những cái vị đã đoạn trừ được những cái tâm độc hại ấy rồi, đã nhổ đi được cái răng nanh phun thuốc độc rồi, thì cái vị sa môn ấy mới trở thành cái người hiền thiện, mới không hại mình và không hại người nữa. Thì đó là cái pháp tác thành sa môn, hay là vị ấy mới chỉ thành tựu được cái hình tướng sa môn. Thì đấy là cái pháp thứ nhất Đức Phật dạy, là một cái người không thành tựu được cái sa môn, và chưa xứng đáng là sa môn, khi cho dù vị ấy có thành tựu được cái vỏ bọc bên ngoài sa môn, hình tướng bên ngoài sa môn, nhưng chưa đoạn trừ được những cấu uế phiền não, thì vẫn chưa xứng đáng sa môn. Còn đến cái bước tiếp theo thì Đức Phật sẽ dạy những cái pháp gì cần phải thực hành để tác thành sa môn, để thành tựu, để xứng đáng với cái danh xưng sa môn ấy. Vị ấy cần làm gì, vị ấy cần thực hành những cái gì, vị ấy cần phải thực hành như thế nào để đoạn trừ được những phiền não ấy, và để thành tựu, để vị ấy xứng đáng là một vị sa môn. Thì Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thực hành các pháp xứng đáng bậc sa môn? Này các tỳ kheo, đối với vị tỳ kheo có tâm tham dục, lòng tham dục được đoạn diệt; có tâm sân hận và lòng sân hận được đoạn diệt; có tâm phẫn nộ, có tâm hiểm hận, giả dối, não hại, tật đố, san tham, man trá, ái dục, tà kiến, những cái tâm ấy nó được đoạn diệt. Đấy, khi nào đoạn diệt được những cái đấy thì xứng đáng là sa môn. Thì khác nhau mỗi thế thôi. Cái người còn có tham sân phẫn nộ hiểm hận giả hối tật đố san tham man trá tà kiến và ái dục thì chưa xứng đáng sa môn. Còn người nào đã đoạn trừ được những cái đấy rồi, đoạn trừ được tham dục sân hận phẫn nộ hiểm hận giả dối não hại tật đố man trá tà kiến thì xứng đáng sa môn, chỉ khác nhau thế mà thôi. Nhưng mà một cái người đoạn diệt rồi với người chưa đoạn diệt, nữa ở trong tâm ai nhìn thấy, tâm đâu có hình tướng, tâm chỉ có vị đó mới biết thôi, vị đó mới biết rằng mình còn tham dục hay đã hết tham dục, còn sân hận hay hết không sân, còn tà kiến hay hết tà kiến, thì bản thân vị đó biết, những người khác nhìn vào đâu có biết được. Nhưng mà cái vị ấy là một cái người có thực hành đúng pháp, có thọ trì những cái pháp để đoạn trừ những cái nậu hoặc, những cái phiền não này, thì vị ấy mới đoạn trừ được. Nếu vị ấy thực hành sai, hay không biết cái phương pháp để thực hành, hay không tinh tấn để thực hành, hay là vị ấy thực hành những cái tà pháp khác, thì vị ấy sẽ không đoạn trừ được những cái phiền não này. Thì chỉ khi nào vị ấy thọ trì đúng pháp, thực hành đúng pháp mới đoạn trừ được mà thôi. Này các tỳ kheo, ta nói rằng nếu vị ấy thực hành các pháp
môn xứng đáng là bậc sa môn thì có thể đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những nỗi nầm sa môn, đọa sanh vào đọa xứ, thọ lãnh các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất thiện pháp, và vị ấy thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất thiện pháp ấy, cho thấy tự ngã được giải thoát nên hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do hỷ nên thân được kinh an, do thân kinh an nên lạc thọ, do lạc thọ nên tâm được định tĩnh. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Đấy là cái cách thứ nhất mà Đức Phật dạy cho một cái vị ấy thành tựu được cái sa môn, xứng đáng là sa môn, và có thể đoạn trừ được những cấu uế, những nỗi nầm, những cái đọa xứ của vị sa môn này. Thì cái pháp chi tiết nhất là trong cái bài Đại Kinh Xóm Ngựa của cái bài trước ấy, cũng là những cái pháp mà Đức Phật dạy một cách tuần tự nhất, mà vị ấy cần thực hành tuần tự như thế, phải biết hổ thẹn tội lỗi, phải biết ghê sợ tội lỗi, tức là thành tựu được những cái giới hạnh thanh tịnh về thân không có tội lỗi, về khẩu không có tội lỗi, về ý không có tội lỗi. Vì ấy cần thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác trên các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước. Rồi vì ấy phải gột rửa tâm mình khỏi những cái chướng ngại pháp, những cái tham dục sân hận hôn trầm thị miên trạo hối và hoài nghi. Rồi vì ấy phải nuôi sống với cái sự chánh mạng, phải sống với cái thọ mạng chân chánh. Rồi sau đó vị ấy mới đi lựa một cái chỗ thanh vắng, gốc cây, ngôi nhà trống, hay là ở một cái nơi nào đó phù hợp nhất để vị ấy thực hành những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thắng này. Thì đây là những cái bước chi tiết nhất, những cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy một cách tuần tự kỹ lưỡng, thì là ở trong cái bài Đại Kinh Xóm Ngựa ở trong cái bài trước. Còn ở cái bài này thì Đức Phật nói về nói vắn tắt hơn, hay là cũng nói về cái mục đích, hay là nói về cái thật giả của những cái vị sa môn đấy, để cho mình hiểu, mình phản tỉnh, mình nhìn lại xem mình đã thực hành được những cái pháp ấy chưa, thành tựu được những cái pháp ấy chưa, hay là mình cần phải nỗ lực thực hành, và cần phải thực hành nữa thì như thế nào. Thì do khi mà vị ấy sống một cái đời sống không có nỗi nầm, sống một cái đời sống có giới hạnh, có đức hạnh, có đạo hạnh, là những cái bước khởi đầu, là những cái bước đầu tiên như thế. Do vị ấy nhìn nhận lại chính mình rằng mình sống có giới hạnh, có đạo hạnh, có đức hạnh chân thật, nỗ lực tinh tấn cố gắng thực hành những cái pháp sa môn ấy, cho nên vị ấy không có cái gì để trạo hối, cho nên vị ấy không có cái gì để hối hận, hối tiếc rằng mình đã làm những cái việc xấu xa, không xứng đáng là sa môn, mà vị ấy luôn luôn cảm thấy rằng mình đã làm tốt những cái phận sự của một cái vị sa môn có tu tập làm cho thân thanh tịnh, và có tu tập làm cho tâm thanh tịnh, có tu tập làm cho cái trí tuệ phát sinh. Thì nhờ cái nỗ lực tinh tấn thực hành những cái pháp thượng nhân ấy, cho nên vị ấy đạt được cái sự hân hoan, đạt được cái sự hỷ lạc, tức là vị ấy do hân hoan nên hỷ sanh, do hỷ nên tâm được kinh an, do tâm được kinh an, do khinh an, do nạc thọ, cho vị ấy có được nạc thọ, do nạc thọ thì tâm được định tĩnh. Như vậy khi vị ấy ngồi thiền, nó không có trạo hối, nó không có trạo cử, nó không có những cái triển cái nó khởi lên, thì cái vị ấy mới sinh ra được cái hỷ. Từ hỷ thì có khinh an, từ khinh an có an lạc, từ an lạc ấy thì vị ấy mới đắc định, vị ấy mới có thể ni dục, ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất. Rồi vị ấy ni hỷ trú giả chứng thiền thứ hai. Vị ấy chứng thiền, vị ấy diệt tầm tứ chứng thiền thứ hai, ni hỷ chú giả chứng thiền thứ ba, hay là diệt hỷ yêu đã cảm thọ trước chứng và an trú các cái tầm thiền đến cái thiền thứ tư, hay là vị ấy có thể có túc mạng trí thiên nhãn trí, nhờ có những cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân vững chắc ấy. Rồi ở đây Đức Phật lại dạy nữa là vị ấy với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Thì khi nào vị ấy cần phải đắc định, cần phải đắc các cái tầng thiền rồi, thì vị ấy có thể dễ dàng mở rộng được cái tâm mình ra, thực hành được cái pháp thiền tâm từ này một cách dễ dàng.
Nếu như vị ấy bước đầu khởi đầu bằng cái sự thực hành thiền hơi thở, vị ấy cần phải thực hành cho đến khi nó đè nén được năm thiền cái, cho đến khi nó thành tựu được năm thiền chi, đoạn trừ được cái năm thiền cái là tham dục hôn trầm thụy miên hối hoài nghi, nhờ có năm thiền chi tầm tứ nó đoạn trừ được hôn trầm thụy tầm, nó đoạn trừ hôn trầm thụy miên, tứ đoạn trừ được hoài nghi, hỷ nó đoạn trừ được sân hận, lạc đoạn trừ được cái tâm trạo hối phóng dật, và nhất tâm nó đoạn trừ được cái tâm tham dục. Như vậy có nhờ có năm thiền chi ấy, có thành tựu được các cái tầng thiền ấy, nó mới đè nén được tham dục, thì nó mới có cái sự hỷ lạc kinh an, mới có được cái sự ni dục ni bất thiện pháp, và vì ấy mới có thể có được cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động. Rồi khi mà vị ấy thành tựu được các cái tâm định tĩnh ấy rồi, vị ấy muốn thực hành cái pháp thiền khác như là thiền quán về xác chết, thiền niệm ân đức Phật, hay là những cái pháp thiền về tứ vô lượng tâm tử vi hỷ xả này, thì vị ấy rất dễ dàng, vị ấy chỉ cần mở rộng cái ánh sáng của mình ra, thấy vô lượng vô biên vô số những chúng sinh khác nhau từ trên thiên giới cho đến cõi địa ngục hay là cõi nhân gian, vị ấy có thể thấy những cái chúng sinh ấy, và vị ấy có thể thực hành thiền tâm từ với cái tâm câu hữu với từ, như là vị ấy mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy, vị ấy chỉ cần nhắm mắt lại hình dung ra tất cả những cái chúng sinh ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, tây nam, hướng thượng, hướng hạ, trên dưới, tất cả chúng sinh vô lượng phương xứ ấy, vị ấy khởi lên cái lòng tử mẫn cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những nỗi khổ về thân, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ về tâm, hay cầu mong cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Thì đấy là với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Nhờ có cái tâm từ này nó chế ngự sân hận, nhờ có cái tâm từ này tâm sân hận không thể khởi nên. Thì vị ấy, lúc ấy vị ấy là người đang thọ trì cái sa môn pháp, lúc ấy vị ấy mới bước vào cái đạo lộ của sa môn pháp. Vị ấy là một vị sa môn không có hận thù, không có sân hận, không có cái tật đố não hạ, không có những cái tâm bất thiện liên quan đến cái tâm sân hận. Rồi vị ấy an trú với tâm câu hữu với bi, đó là vị ấy thấy tất cả chúng sinh có sinh già bệnh chết, có luân hồi tái sinh, có nỗi khổ về thân, có nỗi khổ về tâm, có nỗi khổ về cái quả của những ác nghiệp đã tạo ra. Thì những cái chúng sinh ấy không thể thoát khỏi vô thường khổ vô ngã được, nên là vị ấy mong cho chúng sinh thoát khổ đau, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau với vô lượng chúng sinh khắp mười phương hướng ấy, với cái tâm câu hữu với bi ấy, thì vị ấy mới đoạn trừ được cái tâm não hại, mới đoạn trừ được cái ác ý, mới đoạn trừ đi được cái tâm có những cái ý đồ xấu, bất thiện với những chúng sinh khác, mới không làm tàn hại các cái chúng sinh khác nữa. Thì đấy là với tâm câu hữu với bi. Rồi cũng như vậy, vị ấy với tâm câu hữu với hỷ, đó là vị ấy thấy những chúng sinh có những cái sự thành tựu, có những cái sự thành công, và vị ấy không có ganh tị với cái sự thành tựu thành công của những người khác, của những chúng sinh khác, mà cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Vị ấy an trú như vậy, với tâm định tĩnh như vậy, vào các cái tầng thiền của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ như vậy, thì nó mới chế ngự được cái tâm ganh tị, mới chế ngự được cái tâm tật đố, nó không còn ghen tị, tật đố, ghen ghét, hay là có cái ý phá hoại thành công của người khác, thì nó mới đoạn trừ được những câu ế phiền não. Với tâm câu hữu với xả, tức là vị ấy có thể vượt qua khỏi cái tam thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, đạt đến tứ thiền tâm xả, khi thấy rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Vị ấy không yêu, không ghét, không vui, không buồn với những cái nghiệp của chúng sinh ấy, hiểu rõ, thấu rõ những cái chúng sinh là người chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Như vậy thì cái tâm ấy nó càng trở nên định tĩnh, nó càng trở nên cao thượng hơn, nó càng trở nên cái sự vững chắc, nó càng có cái tâm buông xả, càng có cái tâm tâm xả nó càng cao hơn. Thì đó là với tâm câu hữu với xả, vô lượng vô biên, không hận không sân. Thì cái tâm xả ấy nó đoạn trừ được tất cả những cái sân hận, và nó còn đoạn trừ được cả những cái tâm tham ái, nó đoạn trừ được cả ganh tị, tật đố, bòn xẹt, hiểm hận với tất cả chúng sinh. Thì đấy, nên là vị ấy đang thực hành những cái pháp của một vị sa môn.
Với cũng vậy, ở khắp các cái phương hướng, phương thứ nhất, thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương trên, phương dưới, hết thảy 10 phương xứ, với cái tâm câu hữu với từ, với bi, với hỷ, với xả, quảng đại vô biên như vậy. Này các tỳ kheo, ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ. Nếu có người từ phương đông đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô cổ đắng họng khát nước, người ấy đi đến bờ hồ sen ấy giải trừ được khát, giải trừ nóng bức. Nếu người từ phương tây đi đến, từ phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới mà đi đến, vị ấy ở bất cứ nơi nào đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô cổ đắng họng khát nước, người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ được khát nước, giải trừ được nóng bức. Đây là cái ý nghĩa, đây là một cái ẩn ý, một cái ẩn dụ mà Đức Phật nói cho rằng là tất cả chúng sinh, tất cả những cái con người ở trên nhân loại, ở trên nhân thế này đang bị khổ đau, đang bị chi phối bởi cái tâm tham dục, bởi cái tâm sân hận, bởi những cái tâm ganh tị tật đối, hay là những tất cả mọi người trên thế gian này ở trong nội tâm mình còn có đầy phiền não, còn có đầy những cái cấu uế, mình đang ôm những cái cục than nóng bỏng ở trong lòng mình mà mình chưa biết cái cách nào để có thể hóa giải được cái sự nóng bỏng này, cái sự khổ đau này, hay là mình đang ôm cái cục biếu, những cái cục u, những cái bệnh hoạn trầm kha ở ấp ủ ở trong lòng mình mà mình chưa tìm được cái phương thuốc hữu hiệu gì, chưa tìm được những cái vị thầy thuốc để hướng dẫn cho mình có được những cái cách điều trị những cái căn bệnh khổ đau ung nhọt ở trong bên trong cơ thể này. Và lúc đấy như là những cái người bệnh nhân đang tìm thầy, đang đi tìm thuốc, đang đi tìm những cái để diệt trừ những cái khổ đau cho mình, thì may thay mình đã gặp được một cái giáo pháp, đã gặp được một cái pháp môn có thể cắt được những cái ung nhọt ấy, có thể đoạn trừ được những cái bệnh tật khổ đau ấy, hay là như một cái người đang bị khát khô cổ họng mà tìm được một cái hồ nước, tìm được một cái ao nước, vị ấy có thể thỏa thích uống những cái nước ấy, và cái nước ấy chính là giáo pháp, và cái hồ sen ấy chính là giáo pháp. Và cái người nào tìm được cái hồ sen ấy như là một cái người tìm được giáo pháp. Như vậy, khi mà Đức Phật chưa xuất hiện ở trên đời thì những nỗi khổ ấy không có ai có thể diệt trừ được, không có ai có thể giảng dạy những cái pháp môn để đi đến đoạn trừ tham dục, đi đến đoạn trừ sân hận, đi đến đoạn trừ những cấu uế phiền não này. Chỉ khi Đức Phật xuất hiện ở trên đời thuyết ra những cái giáo pháp mới có thể hướng dẫn cho mọi người đoạn trừ được những khổ đau ấy. Và một cái vị sa môn thích tử thực hành cái pháp của Đức Phật cần phải biết vận dụng cái pháp này, cần phải thực hành cái pháp này để gột rửa, để tẩy rửa, để diệt trừ những cái cấu uế ở trong nội tâm. Cho nên Đức Phật dạy rằng cũng giống như vậy, này các tỳ kheo, có những người từ gia đình sát đế nị, từ bỏ gia đình sống không gia đình, đi đến pháp luật do Như Lai giảng dạy, sau khi tu tập tâm từ bi hỷ xả, nội tâm định tĩnh, ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh vị ấy thực hành các pháp xứng đáng là bậc sa môn. Nếu vị ấy từ một gia đình bà la môn, vệ xá, thủ đà na, tức là các cái giai cấp gì, dù là giai cấp cao quý hay là cái giai cấp hạ tiện nhất ở trong xã hội, đã là một cái con người cùng một cái dòng máu đỏ, cùng một cái nước mắt cùng mặn này, thì không phân biệt giai cấp ở trong cái giáo pháp của Đức Phật này. Đã vào trong giáo pháp này thì chỉ có cái người nào đoạn trừ được phiền não hay chưa đoạn trừ được phiền não mà thôi. Người được đoạn trừ được, có được cái nội tâm định tĩnh, có thể thực hành được những cái pháp thượng nhân, có thể chứng đắc được các tầng thiền, thì cái người ấy xứng đáng là sa môn. Còn những người nào mà chưa đoạn trừ được những cái cấu uế, chưa đoạn trừ được các triền cái, chưa thành tựu được những pháp thượng nhân, tâm chưa được định tĩnh thì vẫn chưa xứng đáng là sa môn. Cho dù vị ấy có xuất thân ở cái tầng lớp cao quý quý tộc như thế nào, hay vị ấy có học thức có bằng cấp như thế nào, hay vị ấy có danh vọng chức quyền như thế nào, hay vị ấy đã thành tựu được sa môn bao nhiêu năm rồi, đã mặc cái y này bao nhiêu năm, đã là đại đức, đã là thượng tọa, đã là hòa thượng, hay vị ấy có chức vọng danh quyền gì đang nữa, không quan trọng. Quan trọng là vị ấy
có tâm định tĩnh hay không, cái tâm của vị ấy có thành tựu được những pháp từ bi hỷ xả hay không, vị ấy có đoạn trừ được các triền cái nó đã nắng xuống chưa hay nó còn sôi trùng trục. Nếu như cái vị ấy có mặc cái áo cà sa này nhưng mà vị ấy còn ấp ủ đầy những cái ngã mạn, đầy những cái tật đố, đầy những phiền não tham dục sân hận, thì vị ấy cũng giống như là người đang sống trong nước sôi lửa bỏng mà thôi. Vị ấy vẫn đang khổ đau ở hiện tại và khổ đau ở tương lai, không có cái gì là hay ho với cái vỏ bọc này cả. Vỏ bọc này vị ấy có thể sơn phết lên đó, vẽ lên đó những cái hoa lá, vẽ vời lên đấy rất là nhiều những cái màu sắc, những hình tướng khác nhau, xanh đỏ tím vàng khác nhau. Điều đó không quan trọng, quan trọng là cái ruột ở bên trong nó thối hay là nó còn nó bên trong đó nó có sâu bọ hay là bên trong đó là ngọc ngà châu báu, thì nó là cái ruột ở bên trong mới quyết định được là cái người đấy có hạnh phúc an vui hay là cái người đấy đang khổ đau bất hạnh, nhưng không phải nhìn vào cái hình tướng bên ngoài được. Nên là Đức Phật nói rằng dù cái người đấy xuất thân từ bất cứ một cái gia đình nào cao thượng như là Sát Đế Nị Bà La Môn, hay là cái người đấy xuất thân từ những cái gia đình cùng đinh thấp kém là nô lệ hạ tiện,